Tiếp theo, thưa sư, con thấy cuộc đời này nhiều khổ đau, chẳng có gì là chắc chắn. Ngày xưa con vui khi kiếm tiền, có thêm bạn bè mới. Nhưng dạo gần đây con thấy không còn vui vẻ khi đi làm kiếm tiền nữa. Con thấy tiền rất quan trọng, nhưng nghĩ tới vất vả ngược xuôi kiếm tiền rồi cũng nghĩ làm sao để có thêm tiền, con thấy vô cùng mệt mỏi. Con cố gắng để nghỉ kiếm tiền để có tiền lo cho gia đình, rồi lo cho bản thân, rồi tiền làm việc phước thiện, nhưng thực sự chán nản mệt mỏi, không vơi đi được là bao. Con kính chỉ bảo sư cho con cách làm sao để vượt qua những lúc như vậy. Xin thưa với quý vị đó, bây giờ sư có thể giải thích lại cái câu hỏi của quý vị như thế này được hay không? Có nghĩa là hồi xưa con mê kiếm tiền lắm, nhưng mà bây giờ con kiếm tiền biết con mệt rồi, bây giờ con sư làm sao cho con mê kiếm tiền được trở lại như hồi xưa, có phải vậy không? Bản thân cái chuyện mà quý vị chạy theo cái chuyện kiếm sống, nó là một cái sự hạnh phúc của cư sĩ. Tại vì Đức Phật nói cư sĩ họ có ba cái sự hạnh phúc, đó là hạnh phúc khi mà họ kiếm tiền, hạnh phúc khi mà họ tiêu tiền, và hạnh phúc khi mà họ hồi tưởng lại. Là họ có ba cái hạnh phúc. Tuy nhiên cái hạnh phúc đó nó rất là tạm bợ, và chính bởi vì cái tính chất tạm bợ cho nên nó không tránh khỏi cái sự khổ, có nghĩa là cái sự mệt mỏi đi kèm. Giống như bây giờ đó, quý vị hỏi sư là bây giờ con ăn đồ ôi đồ thiêu con bị đau bụng, nhưng mà bây giờ sư có cách nào mà làm cho con tiếp tục con ăn cái món đó con không đau bụng nữa hay không, thì sư chỉ có nước là thôi thay cái ruột mới. Chứ còn cái bản chất á, khi mà quý vị đi làm đi kiếm tiền á, thì nó chắc chắn là nó sẽ dẫn đến cái sự mệt mỏi, bởi vì bản chất nó vốn là như vậy, nó không thể thoát khỏi được. Cho nên á, nếu như mà quý vị mệt mỏi á, thì sư nghĩ là có một cách như vậy thôi. Bây giờ tranh thủ cái lúc mệt mỏi như vậy, đăng ký một cái chương trình tu học nào đó, ví dụ như một cái khóa thiền nào đó, xin nghỉ phép 7 bữa 10 bữa như, hay là nửa tháng 3 tháng gì đó, đi để buông bỏ, sống một cái đời sống ly dục, sống không gia đình. Thì nhờ như vậy đó, quý vị hưởng một cái niềm hạnh phúc khác lớn lao hơn, đó là hạnh phúc của cái việc không nương tựa vào các dục. Thay vì hồi xưa đó hạnh phúc do sống kiếm tiền, bây giờ quý vị sẽ trải nghiệm một cái trường hợp là hạnh phúc do sống mà không phải kiếm tiền. Thì như vậy đó, nó chỉ như vậy thôi trong một cái giai đoạn nào đó, chứ còn mà sau đó quý vị hết mệt mỏi rồi thì quý vị lại lăn xả về đời rồi lại kiếm tiền thôi. Cho nên nó sư mới nói ngay từ đầu như vậy, chúng sanh mới là chúng sanh, cho nên chúng sanh mới vẫn tiếp tục luân hồi. Chứ còn nếu mà quý vị chịu nghĩ tới cái chuyện mà quý vị đi xuất gia sống một đời sống không gia đình đó, thì quý vị chấm dứt cái dòng luân hồi rồi thì đâu còn gọi là chúng sanh. Cái người như vậy rất là hiếm. Mà nếu như quý vị không nằm trong số hiếm đó thì thôi, gieo duyên được một thời gian nó cũng vẫn tốt ha.